Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Hà Nội vào thu đối với vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc Ngày 25 tháng 10, Thời báo.đ nhận được bài viết dưới đây của một nguồn tin nội bộ thường cung cấp cho chúng tôi những tin tức rò rỉ đáng tin cậy Trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi là lời ca khúc tình bơ vơ bất hủ của nhạc sĩ Lam Phương mà hôm nay vận vào cuộc đời của nhà chính trị Nguyễn Xuân Phúc Trời thu thì đẹp vì đâu đó đất trời đang thay áo mới Phong cảnh mộng mơ, thời gian như ngừng lại, cho cây cơm ngụy vàng, cây bàn lá đỏ. Được dịp khoe sắc màu, gây thương nhớ cho tâm hồn ai đó cảm giác buồn. Và đây là hình vợ chồng Phúc Thu thời vàng son. Nhưng trời vào thu năm nay, đối với Nguyễn Xuân Phúc, không chỉ dừng lại ở lá vàng rơi đầy góc nhà, tỏa lạc trên cung đường đặng thai mai với năm tầng đồ sậu mà lá vàng còn theo gót Xuân Phúc vào tận số 47 Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch quận Đống Đa, Hà Nội. Đây là trụ sở của Bộ Công an mà Nguyễn Xuân Phúc và Trần Thị Nguyệt Thu đang bị thẩm cục. Liên tục từ ngày 19 tháng 10 cho đến hôm nay, Nguyên Thủ tướng Chính phủ, Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và cụ đệ nhất phu nhân Trần Thị Nguyệt Thu bị triệu tập lấy cung từ 8 giờ sáng đến 21 giờ tối mới được về. Nguyễn Xuân Phúc đã viết đơn nhận tội và chấp nhận chịu mọi hình thức kỷ luật như cắt hết chức danh hoặc xử lý theo pháp luật tội hình sự nhưng sinh thai cho vợ và các con. Có thể cuối tháng này hoặc sang tháng 11, Bộ Chính trị sẽ quyết định hình phạt cho Nguyễn Xuân Phúc và Trần Thị Nguyệt Thu. Đây là mùa thu cuối cùng và duy nhất mà gia đình Phúc không cảm nhận được sự nhẹ nhàng, lãng mạn và không có nguồn cảm hứng, thưởng trà hay mời khách về nhà chiêu đãi ẩm thực mì quảng nóng hổi tại thủ đô ngàn năm văn vặt. Rồi đây, mỗi lần nhìn đến vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc người dân Việt Nam sẽ liên tưởng đến một mùa thu hiu quạnh. Xuân Phúc đã thăng tiến ở nơi đây, bất chấp đạo đức và năng lực hạn chế, và cũng chính nơi đây sẽ là huyệt mộ trong bùa sự nghiệp của Nguyên Thủ tướng Chính phủ. Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và cựu đại nhất phu nhân Trần Thị Nguyệt Thu xuống dưới đáy xã hội. Và đây là hình vợ chồng Phúc, Thu và con gái Nguyễn Thị Xuân Trang, con rể Vũ Chí Hục. Trong các bản tin trước đây, mà Thời báo.d đã loan vợ chồng Phúc Thu bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an làm việc về các vấn đề như sau. Thứ nhất, nhận hối lộ của bà Trương Mỹ Lan, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an chứng minh được vợ chồng Phúc Thu nhận hối lộ của bà Trương Mỹ Lan lên đến 100 triệu đô la Mỹ. Còn theo lời khai của bà Trương Mỹ Lan thì số tiền hối lộ lớn hơn nhiều. Ông Phúc còn tạo điều kiện cho vợ và con gái tham gia đường dây rửa tiền cả tỷ đô la của bà Lan từ Việt Nam tuần qua Hồng Kông trong thời gian năm 2021 đến năm 2022. Thứ hai, liên quan đến vụ kit test COVID-19 của Việt Á. Ngoài việc ông Phúc nhận trực tiếp từ Phan Quốc Việt, tổng giám đốc Việt Á nhiều triệu đô la Mỹ, thì bà Thu còn nhận từ bà Kỳ, vợ Nguyễn Thanh Long, lúc đó là Bộ trưởng Bộ Y tế, 2 triệu đô la Mỹ. Thứ ba, liên quan đến siêu dự án Sài Gòn Đại Ninh. Theo lời khai của nguyên phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thì ông Bình nhận của ông Hoàng Thanh Bách và ông Nguyễn Cao Trí, công ty Sài Gòn Đại Ninh, 9 triệu đô la Mỹ, sau đó đưa cho ông Phúc 3 triệu đô la Mỹ. Thứ tư, tẩu tán tài sản. Từ năm 2015 đến nay, vợ chồng Phúc Thu đã nhờ bà Bùi Thị Thu Hà, vợ cũ Thiếu tướng Đạm Thanh Thế, đứng tên nhiều tài sản. Vợ chồng này còn tẩu tán tài sản qua Chicago ở Mỹ và Melbourne ở Úc. Bộ Công an đã xác minh được hơn 53 lượt chuyển ngoại tệ ra nước ngoài nhiều nhất là qua Mỹ với 31 lần, cùng số tiền lên tới 260 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, con rể Vũ Chí Hùng và bố của Hùng là Vũ Chí Kiên, cùng cháu bà Thu là Trần Hào Nam, cũng đứng tên giúp nhiều bất động sản tại Việt Nam. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tình Hà Nội vào thu đối với vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Vừa nhậm chức, tân chủ tịch nước Lương Cường đã gặp ngay điểm chặn lạnh. Ngày 22 tháng 10, đại tướng Lương Cường vừa được quốc hội bầu làm chủ tịch nước thay cho ông Tô Lâm. Ngày hôm sau, ngày 23 tháng 10, truyền thông nhà nước đưa tin, chùa Phổ Quang, ngôi chùa hơn 800 năm tuổi, được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Ở tỉnh Phú Thọ đã xảy ra cháy lớn, với tổng giá trị vật chất thiệt hại ước chừng khoảng 25 tỷ đồng. Được biết, Phú Thọ cũng là quê quán của tân chủ tịch nước Lương Cường. Do đó, trên mạng xã hội đã rộ lên nhiều bình phẩm nói rằng, đây là điểm gỡ, báo trước sự chẳng lành đối với ông Cường, trên cương vị chủ tịch nước. Và đây là hình tân chủ tịch nước Lương Cường. Đại tướng Lương Cường là một nhân vật được cho là có mối quan hệ khá chặt chẽ với Trung Quốc. Theo một số nhận định, với sự giúp sức của ban lãnh đạo Bắc Kinh, tới đây, Trung Nam Hải sẽ tiếp tục dùng mọi cách, mọi thủ đoạn để đưa ông Cường lên chức Tổng bí thư tại đại hội 14 vào đầu năm 2026. Khi đó, ông Lương Cường, một đệ tử thân thiết của cố Tổng bí thư Trọng, sẽ đưa nền chính trị Việt Nam quay trở lại thời kỳ của ông Trọng trước đây, thời kỳ mà một số ý kiến cho rằng lệ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc. Đây là điều hết sức nguy hiểm, đồng thời cũng là tín hiệu báo trước công cuộc cải cách đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới của Tổng bí thư Tô Lâm rất khó thành công. Và đây là hình Tổng bí thư Tô Lâm. Có những ý kiến cho rằng, cơ cấu tam trụ với chỉ ba nhân vật lãnh đạo hàng đầu, khi hai chức danh chủ tịch nước và tổng bí thư được nhất thể hóa do một người nắm giữ, có nhiều ưu điểm hơn cơ cấu tứ trụ. Và họ đặt câu hỏi Tại sao giới lãnh đạo Việt Nam không áp dụng cơ cấu tam trụ? Trung Quốc đã nhất thể hóa hai chức danh Tổng bí thư và Chủ tịch nước bắt đầu từ thời Giang Trạch Dân năm 1993 cho đến nay. Ở Việt Nam, vào năm 2018, sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay ông Quang kiêm nhiệm đồng thời cả hai chức danh Tổng bí thư và Chủ tịch nước. Khi đó nội bộ Đảng dường như không có ý kiến phản đối. Như vậy việc ban lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam không áp dụng mô hình nhất thể hóa, sát nhập hai chức danh tổng bí thư và chủ tịch nước, phải chăng có gì đó không ổn? Có những ý kiến cho rằng, từ khi Trung Quốc áp dụng nhất thể hóa hai chức danh tổng bí thư và chủ tịch nước, thì nội bộ đảng Cộng sản Trung Quốc ổn định và thống nhất hơn như đã thấy. Còn ở Việt Nam, lấy lý do mô hình nhất thể hóa không đảm bảo sự cân bằng quyền lực trong nội bộ đảng để bác bỏ mô hình tam trụ nhưng lý do thật sự không thể nhất thể hóa là do sự cạnh tranh giành giật quyền lực gây gắt trong nội bộ của đảng. Các cá nhân và phe nhóm đã đặt quyền lợi của họ lên trên sự ổn định chính trị cần thiết để phục vụ công cuộc cải cách nhằm phát triển kinh tế đất nước. Và đây là hình đám cháy ở chùa Phổ Quang, tỉnh Phú Thọ. Trước thời điểm Quốc hội Việt Nam bầu chọn tân chủ tịch nước, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chủ động mời Đại tướng Thường trực Ban Bí thư Lương Cường tới ý kiến ông Tập ở Bắc Kinh một cách khuất tất, úp úp mở mở. Đây được cho là một cách nắng gần để ép Tổng bí thư Tô Lâm phải lùi bước. Việc Tổng bí thư Tô Lâm nhường lại ghế chủ tịch nước cho ông Lương Cường cho thấy một lần nữa bàn tay lông lá của Trung Nam Hải lại tiếp tục can thiệp vào việc sắp xếp nhân sự cấp cao của Việt Nam. Đây sẽ là một bức đệm được coi là tạm thời nhưng rất cần thiết để tạo điều kiện cho ông Lương Cường trở thành một trường hợp ngoại lệ trong cơ cấu nhân sự chủ chốt của Đại hội 14 sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Đồng thời, đây cũng là tiền đề cần thiết cho bước tiếp theo trong đại hội 14. Chủ tịch nước Lương Cường có thể sẽ được bầu giữ chức tổng bí thư. Chúng ta hãy chờ xem. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Vừa nhậm chức, tân chủ tịch nước Lương Cường đã gặp ngay điểm chẳng lạnh. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thảo báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.